Xin chào các bạn, chắc hẳn ở đây sẽ có rất nhiều bạn đang quan tâm đến việc lựa chọn những cỗ máy thời gian trong phân khúc giá dưới 5 triệu đồng phải không? Hôm nay chuyên mục review của đồng hồ Duy Anh sẽ bật mí đến các bạn một mẫu đồng hồ cực kỳ ngon nghẻ của tầm giá này. Nó tốt về mọi mặt từ thiết kế, độ hoàn thiện cho đến bộ máy. Không để các bạn phải đợi lâu, Sơn sẽ giới thiệu ngay mẫu đồng hồ này tới các bạn. Trên tay mình là mẫu đồng hồ mang mã hiệu BE917676L. Đây chính là nhân vật bí ẩn mà Hải Sơn vừa nhắc đến. Nó là thành quả của một thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng, đó chính là Citizen, một nhà sản xuất thuộc top đầu của xứ Phù Tang luôn thành công về dòng máy Eco Drive, mang công nghệ tân tiến lẫn dòng máy Automatic và dòng máy Quartz. Như các bạn đang được thấy thì tên thương hiệu được thể hiện với phông chữ in hoa rất rõ ở dưới cọc số 12 giờ. Citizen BE917676L là một thành viên thuộc bộ sưu tập The Phone, được ra mắt cách đây 2 năm bên cạnh hai người anh em mặt trắng và mặt đen cũng đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Nó là sản phẩm đại diện điển hình cho dòng đồng hồ quartz chính xác của hãng với sai số rất nhỏ, chỉ khoảng 0,5 giây mỗi ngày. Khác với số đông các sản phẩm hiện nay thì Citizen Phone 2020 tiếp cận người dùng bởi cơ chế xem giờ rất độc đáo. Ở phần trung tâm là kim giờ, kim phút, trong khi kim giây được thiết kế riêng tại ô cửa sổ tròn vị trí góc 6 giờ, hay còn được gọi là Small Second. Đặc biệt thì mặt nền của sub-dial kim giây đã được nhà sản xuất thể hiện cực kỳ ấn tượng. Khi nhìn xa, bạn sẽ tưởng như đây chỉ là một nền dial nhẵn, nhưng khi quan sát gần, bạn sẽ thấy hiện ra từng đường vân xoáy tròn đồng tâm nổi lên rất tinh xảo. Kiểu vân xoáy 3D này cũng được áp dụng ở phần diện tích giáp viền của đồng hồ. Toàn bộ mặt số của đồng hồ được bảo vệ bởi một mặt kính cứng. Nói đến đây thì chắc các bạn sẽ muốn hỏi rằng mặt kính này có chống xước tốt không? Đương nhiên nó có thể chống xước, nhưng nó không thể chống xước tốt như kính sapphire. Bù lại thì nó chịu được tác động lực rất lớn mà không hề bị vỡ hay nứt mặt kính. Đặc biệt là khi mặt kính cứng bị xước thì vẫn có thể khắc phục được dễ dàng mà không phải thay mới hoàn toàn như kính sapphire. Để tăng thêm tính sang trọng cho tổng thể thiết kế thì hãng đã tạo ra bộ dây đeo đờ mi có màu sắc lôi cuốn. Trong khi dây đeo được làm từ thép rỗng có cấu tạo 5 chỉ thì bộ vỏ lại được làm hoàn toàn từ khối thép đặc để có thể bảo vệ tối ưu hơn nữa bộ máy của đồng hồ. Cả hai bộ phận này và viền bezel đều có cùng kiểu hoàn thiện bóng trên toàn bộ diện tích bề mặt. Quả thật trong số các sản phẩm theo hơi hướng dress watch hiện nay, kể cả là những mẫu phụ kiện đến từ các thương hiệu Thụy Sĩ có định vị cao cấp hơn, cũng không thể sở hữu những đường vân đẹp như của mẫu Citizen Phone này. Ngoài vân xoáy tròn thì phiên bản mặt xanh này còn được trang trí thêm bởi họa tiết vân cầu kỳ tựa như bộ lông của những con công đang xòe rộng trước mắt. Trên nền vân được bài trí một cách nghệ thuật là các cọc số vạch và số la mã có kích cỡ lớn. Chúng được làm bằng kim loại và gắn nổi chắc chắn trên mặt số. Cách thiết kế này vừa có tác dụng tăng tính thẩm mỹ cho đồng hồ, vừa giúp bạn theo dõi các chỉ số thời gian một cách dễ dàng. Sau khi đã ưng thiết kế của mẫu Citizen này, chắc hẳn điều bạn đang quan tâm đó là liệu nó có vừa với cổ tay mình hay không. Nếu bạn là người có cổ tay to thì Sơn rất tiếc khi phải khuyên bạn hãy chuyển sang một bộ sưu tập khác của hãng như Citizen Eco Drive AW159 hoặc CA077. Quả thật mẫu phone 2020 này chỉ thích hợp cho những bạn có cổ tay vừa hoặc nhỏ, lý tưởng nhất là với những người có chu vi tay khoảng 15,5-16cm bởi nó có đường kính chỉ 39mm cùng độ dày 9,8mm. Phiên bản phone mặt xanh thích hợp với cả những người trẻ tuổi lẫn những người trưởng thành. Nó sẽ hoàn hảo nhất trong số những cái set đồ đơn giản thường ngày hoặc những trang phục lịch sự của môi trường văn phòng hay công sở. Như vậy chỉ với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng nhưng Citizen BE917676L đã đem đến những gì vượt ngoài sự mong đợi mà bất kỳ ai cũng muốn được đeo thử một lần. Nếu bạn yêu thích sản phẩm này hãy ghé qua Duy Anh để trải nghiệm trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.